mới sáng sớm mà ra đây ngồi thừ ra vậy, làm vợ hết hồn luôn á. Ôi bất động ở đây làm vợ hết hồn luôn á. Vợ anh lại ngồi đây. Chồng có bị mộng du không vậy? Anh ngủ không được, làm gì mà mộng du. Anh ngủ không được, ra ngoài mua cà phê uống cho nó dễ ngủ. Cái logic gì vậy? Ngủ không được uống cà phê là sao? Cho nó thức luôn đi. Không được đâu. Chồng ơi, hôm nay chồng muốn ăn gì lát nữa, vợ đi chợ và mua cho chồng ăn nha. Em suy nghĩ lại từ trước tới giờ anh thích ăn cái gì, mua cho anh ăn đi còn kịp. Nói gì vậy? Thấy ghê vậy? Nói chuyện ghê quá vậy. Chứ mốt không còn cơ hội đâu. Nói gì vậy? Nè, có khi nào chồng làm việc nhiều quá, chồng bị căng thẳng, bị stress không? Vợ nó nói là chồng làm việc làm ít thôi, để thời gian nghỉ ngơi thư giãn nữa mà. Còn thời gian nữa đâu mà thư giãn. Dạ, nói gì vậy? Chỉ còn có một chút thời gian trong cái cõi đời này thôi. Là sao? Tôi ngủ, tôi có một cái giấc ngủ ngàn thu mà có bao giờ được đâu. Chồng. Đời là vô thường. Vô thường. Là sao chồng? Là bất định. Cái gì vậy? Bất làm vợ sợ quá. Là luôn thay đổi. Hết rồi. Nói gì vậy? Phải vĩnh biệt thôi. Vĩnh biệt ai? Chồng ơi, sống cho cùng thì cũng trở về bốn bức tường bằng gỗ. Ấm cúng lắm, ấm cúng lắm. Chồng ơi, chồng đi đâu vậy? Đi tập thể dục. Anh nãy nhảy gì như là bị khùng vậy? Đời là vô thường, vô thường là đời. Đời là vô thường, vô thường là đời. Đời là vô thường, vô thường là đời. Đời là vô thường là đời. Là triệu chứng của chồng chị vậy hả? Rốt cuộc là sao? Tôi thấy á, ổng á bây giờ là nhiều triệu chứng khác lạ lắm. Người ta đồn thổi về chồng chị rất là nhiều, rất là nhiều. Cái gì? Nhưng mà trước khi đi vào vấn đề chính, tôi hỏi chị một câu này, có phải là chồng chị đang bị thất nghiệp không? Không có, bậy bạ. Ta đồn. Không những là không thất nghiệp mà ảnh đang có một cái dự án hợp tác sản xuất với một cái công ty truyền thông nước ngoài, chuẩn bị hả là cho ra một xuất phẩm điện ảnh xuất sắc luôn đó. Chị cứ đi ra ngoài chợ chị nghe, người ta đồn chồng chị bây giờ là thất nghiệp, rồi xong người ta đồn chồng chị là chán nản. Mà hả, không phải là người ta đồn đâu, sáng nay chính tôi cũng chứng kiến. Tôi thấy ổng đi lận thận mà mệt mỏi lắm. Thế tôi mới hỏi, ủa anh sao vậy? Sao ổng ngồi ổng kể, ổng nói tôi dạo này là tôi mệt mỏi lắm, tôi buồn ngủ lắm, tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài mà không có ai làm phiền hết á. Ổng nói vậy xong ổng đi. Hèn chi sao? Thì chứ thời gian gần đây là đã thấy ảnh kỳ rồi. Tôi có nghe ảnh nói chuyện điện thoại với ai tôi không biết nữa. Mà ảnh nói cái gì là trời ơi đừng có ép ảnh nữa. Trời, được xong chị có hỏi không? Ảnh đang rất là căng thẳng, tôi không dám hỏi. Anh nói là ảnh chịu đựng hết nổi rồi, đừng có ép ảnh và đừng ép gì hết, để cho ảnh thông thả, ảnh có thời gian đi rồi anh sẽ giải quyết hết tất cả mọi thứ. Xí. Rồi bên kia là giống như làm dữ lắm vậy đó. Cái ảnh mới nói là hả bây giờ mà ép ảnh như vậy á, ảnh buông bỏ hết luôn. Vậy luôn, ảnh sẽ buông bỏ hết luôn. Rồi cái chị im lặng luôn, chị không hỏi gì hết. Tôi bởi làm vợ mà không cái này là không có quan tâm gì tới chồng hết. Không xong rồi, không xong rồi chị ơi. Tôi đâu có ngờ mà đến cái mức như vậy đâu. Trời ơi, anh đang đi ra ngoài đường một mình. Trời ơi, tại sao vậy? Tại sao uống hết vậy? Trời cái gì vậy? Trời ơi. Thuốc trị táo bón cho anh. Trị táo bón á? Ừ. Chồng bị táo bón à? Thì đúng rồi, trời cái bụng của anh nó cứ cứng mà đi không có được. Cho nên anh phải ra nhà thuốc anh mua nè, anh uống nè anh. Chứ sao kêu đời là vô thường, rồi muốn đi gặp mọi người lần cuối cùng.
Trời đất ơi, là anh bí ý tưởng, bí kịch bản quá. Bởi công ty của anh đó kêu anh phải hối hút anh đó là phải đưa cho một cái đề cương là 100 tập. Bộ phim nó mang tên là Đời Là Vô Thường. Anh bí kịch bản quá cho nên anh đi tìm về cái chốn cũ, người xưa, để anh tìm ra những cái sáng tạo của anh, hiểu không? Để anh làm được kịch bản mà. Chứ tự nhiên muốn thuốc gì? Thiệt tình luôn. Ủa vậy là bữa giờ là do anh nhập tâm á hả? Nhập tâm cho nên anh mới có những cái thần thái lạ như vậy đó hả? Viết ra kịch bản chứ. Kịch bản Đời Là Vô Thường. Không còn bị táo bón nữa. Tại vì á, cái hợp mà là ngồi quá suy nghĩ rồi nọ. Anh muốn đi tới đi luôn cho đỡ táo bón. Ai thương chồng quá đi. Không có chết đâu nè. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Quên nữa, thuốc trị táo bón đúng không? Ừ. Anh uống bao lâu rồi? Anh bị táo bón nhưng mà anh uống có 1 viên, anh thấy nó đỡ, nó giãn ra rồi. Uống 1 viên là nó đã giãn ra rồi hả? Ừ. Em quất tới 8 viên. Ê. Trời. 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 Kỳ quá anh ơi. Trời ơi. Không được rồi. Trời đất ơi. Trời ơi. Đúng, đời là vô thường, cưới phải một người vợ bất thường. Đã có ý tưởng. Vợ ơi, cho vô với. Vợ. Vợ ơi, cho vô với. Nhiều khi làm bông hoa như mày này sướng đấy. Mày chỉ việc nở hoa ra, khoe cái màu sắc ra, ai cũng khen đẹp, không phải làm cái gì hết. Chứ không như tao, hồi nhỏ tao không bao giờ tao nghĩ là khi lớn lên là tao phải cắm hoa đấy. Ước gì được làm bông hoa như mày thì tốt. Làm ở đợ cực quá. Làm như trâu như bò mà lương không bao nhiêu hết. Mà tức thật chứ. Nhà cũng có phụ nữ mà, sao mà mình phải làm tất cả mọi thứ? Tại sao ô xin mà nó lại cực như vậy chứ? Tại sao ô xin mà nó lại cực như vậy chứ? Không được. Trước khi đi chợ phải live stream một chút xíu, bày tỏ lỗi lòng chứ. Xem hội Oxin hôm nay có gì không ta? Chào anh em trong hội Oxin nhá. Có ai chưa ta? Chúng mới like xíu mà gần 100 người. Dạo này hội Oxin tăng thành viên nhanh thế. Đang rảnh rỗi à? Ủa? Tôi đang cắm hoa. Đúng rồi, cực khổ lắm mọi người à. Tất cả mọi việc từ A tới Z, cái việc gì cũng tới tay Oxin, bởi vậy bức xúc lắm. Có cái hội này là giống như là mình giải bày được cái nỗi lòng lên đây mình nói xấu chủ, ai biết đâu đúng không? tất cả làm tất cả mọi việc trong nhà này từ A tới Z, từ phụ nữ tới đàn ông là có hết á, một tay mình làm hết. Không một việc gì mà không phải làm mới đau chứ. Ủa? Vụ gì đấy? Bị quấy rối trong thang máy hả? Hay gặp tình trạng quấy rối làm phiền. Trời ơi, thằng nào mà rảnh thế? Này, nói nó rảnh ấy thì đi làm ô xin đi cho bớt rảnh. Thời gian đâu mà đi quấy rối. Dở người. Thôi. Ôi, mọi người tiếp tục làm ô xin tốt nha. Bây giờ đi chợ đây. Chào anh em trong hội nha. Chúc hội mình càng ngày càng phát triển, càng ngày càng lớn mạnh. Chủ có vấn đề gì thì cứ nói lên cho đỡ bức xúc. Chứ bây giờ nhiều khi không biết nói với ai. Rồi. Cái vụ này là có thật hả ta? Bây giờ mà sao lại... Thì coi thử coi. Ôi dồi ôi, nam này càng bị quấy rối hả? Ôi thôi chết rồi. Nếu vậy một người đẹp sắc nước nghiêng thành như mình, đẹp sắc nước nghiêng thành như mình, nếu mà gặp một người như đó thì làm sao thoát khỏi được? Không được, mình phải có chiêu.
May quá, không có ai theo. Vậy là mình được an toàn rồi. Thôi, ra đón anh nè. Vì lại cho anh mượn mấy tiền lẻ nha, chạy xe anh ta không có tiền thối á. Dối hay sao? Che mặt là né camera, ăn trộm hay là ăn cướp đây mà bèo nhèo lượm cái đồ nội trợ của người ta vậy trời. Trời ơi, không lẽ mới thấy ở đó mà bây giờ gặp luôn trời. Mày thoát khỏi tay tao bằng trời con ơi. Anh làm gì đấy? Này anh làm cái gì đấy? Này anh bình tĩnh nha. Này ở đây có camera đó nha. Làm sao này kinh thoát được anh? Trời ơi, mình đã bị kín như thế này rồi mà vẫn này đi đâu mà vội mà vàng dữ vậy? Này này, trời ơi, này bình tĩnh nha. Bởi vậy người ta mới nói hồng nhan bạc phận mà. Mày cái ông chặt bạc phận ông chặt cái gì đấy? Cái gì vậy? Mày tán hả mày? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, nó ăn trộm kìa. Cô chủ ơi, cô chủ, nó sàm sỡ, nó quấy rối. Mày nói tao sàm sỡ hả? Ui chà, ai chà. Ui á. Trời ơi, sao tiện đánh anh? Anh còn hỏi nữa hả? Nhiên đang không ra đây sàm sỡ người ta. Ừ. Ôi. Bà khùng đó, bà sàm sỡ hồi nào? Anh còn cãi hả? Này vừa nãy anh còn, anh thấy tôi nha. Bắt đầu anh, con mắt anh nhìn một cách quyến rũ, xong rồi đó anh cởi áo ra, cởi dây nịt ra. Trời ơi, còn tới để ôm nữa chứ mấy rồi. Mày đã ăn cướp ăn trộm mà mày còn la làng đúng không? Này anh nói cẩn thận nha. Mặt tôi như thế này mà đi ăn cướp à? Hả? Hả? Anh là thể loại biến thái nha. Anh nghĩ làm sao tôi đẹp quá mà quyến rũ anh quấy rối tôi đúng không? Còn lại ba cái... Nhìn cái mặt của ba là con ngửa ba nghe rồi đó. Chứ đó mà hung ba sàm sỡ ba hả ba? Này anh nói gì vậy hả? Ê, dừng lại. Hiểu lầm thôi. Đây là anh hai của tôi. Đây là đơ. Cô xin của em mà. Anh hai hả? Ờ. Anh hai, tại sao cô chủ lại có một người anh hai biến thái như vậy chứ? Chẳng qua cởi áo thì đừng quýnh lộn nhâm đó. Còn cởi dây đạch ra nó, mà biết gì không? Là vũ khí để chống lại hai cái son của ông kìa. Còn cậu nữa, ăn mặc cái kiểu gì mà bịt thấy ghê vậy? Tại hồi nãy em quay trên hội livestream thấy có một hiện tượng là bây giờ người ta hay quấy rối trong thang máy cho nên là đề phòng. Đang nghe nè. Có tuyển ngôi xin á, tuyển mấy thằng bình thường chút xíu. Trời ơi, nghĩ sao muốn hạng giống một phụ nữ. Ban ngày ban mặt mặc đồ vậy đi ra ngoài đường dọ thật chết. Đâu được. Sao vậy? Anh nghĩ sao vậy? Bình thường đâu ở được với em đâu. Bình thường đâu ở được với em đâu. Cỡ này trở lên mới ở được. Hả? Nhưng mà em chắc chắn là với nhan sắc này là em phải ngụy trang, em phải phòng chống để cho người ta không tiếp cận quấy rối được em. Cậu yên tâm đi, với cái khuôn mặt này của cậu 100% cậu luôn an toàn nha. Biến thái tới nó chạy trước rồi nha. Thôi lẹ đi mà lên làm việc nữa. Anh hai, mình đi trước đi. Đi. Thôi. Ê nghe, còn nhắc một chữ sàm sỡ nữa nha là tôi sẽ có cơ sở tôi búng cho cậu bớt sàm nữa chứ. Thôi anh hai, đi lẹ đi. Lẹ lên nha. Không lẽ vẻ đẹp của mình có khả năng chống quấy rối luôn hả? Đúng là nhiều khi xấu cũng có lợi.